là tín đồ của bánh mochi thì nhất định nên thử ngay món này nhé. Bánh mochi phiên bản tiramisu siêu cấp béo ngậy, nhìn là mà lem liền. Vỏ bánh dẻo dẻo, quyện vị nồng nàn của cà phê và rượu rum, cắn miếng ngập răng ngon phát thèm. Sự kết hợp hoàn hảo của bánh mochi và tiramisu, bạn đã thử chưa? Và bếp lạch cạch làm ngay thôi. Phần vỏ bánh, mọi người trộn đều bột nếp, bột bắp, đường, cà phê, sữa tươi rồi dây qua cho mịn. Nhớ chọc vài lỗ để thoát khí nha. Sau đó đem đi hấp ở lửa lớn trong khoảng 30 phút. Trong lúc đó mình chuẩn bị phần nhân kem với phô mai mascarpone, đường và rượu rum, rồi trộn đều lên. Dùng máy để đánh bông whipping cream, đánh đến khi đặc một chút, rồi trộn đều với hỗn hợp ban nãy. Sau đó cho vào túi bắt kem và cất trong ngăn mát tủ lạnh, lát ăn sẽ ngon hơn. Chờ cho phần bột chín, để cho nguội bớt rồi thêm bơ lạt vào, nhào đều tay cho mịn. Mình dùng bột nếp rang để chống dính, lăn bột thành hình trụ dài, rồi chia bột thành các phần nhỏ bằng nhau. Với công thức này, mình chia thành khoảng 6 đến 8 cái bánh là vừa ăn. Cán bọc bột ra rồi đặt lên khuôn và cho phần nhân kem vào. Gấp xếp các mép bánh lại, bọc nhân và xoắn thêm một vài vòng nữa cho chắc. Cắt bỏ phần bột thừa đi cho đẹp, áo thêm một lớp bột cacao bên ngoài. Sau đó mình dùng sô-cô-la để trang trí thêm cho bánh. Cẩn thận kẻo bánh cute quá lại không lỡ ăn. Nước TikTok thấy cái bánh mochi sốt kem này ngon quá mà không biết mua ở đâu, nên quyết tâm tự làm cho bằng được. Mặc dù cái viên mochi không được tròn đẹp bằng người ta, cơ mà thành quả là những viên mochi mềm dẻo chấm với sốt kem thơm béo, lại thêm cả chút dừa khô giòn tan, mới thấy công sức bỏ ra là vô cùng xứng đáng. Và bếp lạch cạch làm cùng mình nhá. Thật ra cách làm cũng không quá khó lắm đâu. Mình dùng bột nếp, bột bắp với định lượng như ở trên màn hình, rồi tiếp tục thêm đường, dầu ăn, sữa tươi vào, quấy đều tay cho hòa quyện, rồi dây qua một lượt cho mịn. Tiếp theo thì mọi người đem hấp bánh chín ở lửa vừa trong khoảng 25 đến 30 phút. À, khi hấp thì nhớ chọc vài cái lỗ để cho bột chín đều hơn nha. Tới khi nào mà cắm tăm xuống thấy không bị dính bột trắng nữa, có nghĩa là bột đã chín, thì cho bơ lạt vào để nhào đều. Chờ cho bột bớt nóng thì mọi người có thể nhào bột bằng tay cho dễ và nó đều hơn ý. Nhồi bột đến khi mịn thì chia thành những phần nhỏ, vo viên lại thành những viên bánh mochi tròn tròn xinh xắn. Bây giờ là áo bánh với một lớp bột cacao, bột matcha, vụn dừa hay là bột đậu lành đều được, tùy sở thích của mọi người thôi này. Vậy là đã xong phần bánh mochi rồi, chuyển sang làm phần sốt kem chấm bánh nhá. Mình dùng cream cheese, whipping, đường và sữa tươi, thêm chút muối và sữa đặc cho ngọt ngào. Sau đó đánh bông nhé. À, nếu bạn nào không có cream cheese thì có thể thay bằng phô mai con bò ha ha cũng được nhá. Thêm chút dừa khô nữa là đã hoàn thành rồi. Bánh mochi sốt kem bạn đã thử chưa? Nhìn thì giống bánh bông lan nhưng lại mềm mềm dẻo dẻo giống như bánh mochi. Là bánh gì nhỉ? Chính là bánh mochi cuộn trà xanh nhân kem phô mai sữa dừa. Có ai cũng là fan của bánh mochi giống mình không? Bánh gì đâu mà vỏ thì mềm dẻo dai dai, nhân kem lại ngọt ngào béo ngậy, lại còn thơm nức mùi matcha. Chinh phục người ăn cả khứu giác và vị giác ngay từ miếng bánh đầu tiên. Tớ vẫn còn nhớ nhá, tháng lương đầu tiên thì ngay khi vừa nhận lương về, tớ liền thưởng cho bản thân mình một hộp bánh mochi mix 6 vị lận. Mở hộp bánh ra cứ ngây ngất hạnh phúc trong lòng thôi. Cảm giác tự mua được hộp bánh lại còn đúng loại mà mình yêu thích, nó đã lắm. Vì bánh mochi bình thường cũng khá đắt nên đâu phải lúc nào cũng có thể mua được. Cho đến khi tớ học được công thức này thì bất cứ khi nào thèm tớ phải làm ngay một mẻ ăn cho đã cái nư. Lúc trước tớ nghĩ làm bánh mochi khó lắm, nhưng giờ với công thức này thì quá easy luôn. Cũng như tớ còn làm được nữa là mọi người cứ làm y theo công thức giống như ở trên màn hình. Nếu như không có bột matcha thì có thể thay bằng bột cacao hoặc bột hoa đậu biếc, hoặc là bất cứ hương vị nào mà mọi người yêu thích đều được. Mochi vốn là loại bánh ngọt truyền thống của Nhật Bản, mang nhiều ý nghĩa tốt đẹp như là đem lại may mắn hay là mong ước một cuộc sống ấm no. Chính vì vậy nó có thể là một gợi ý thú vị dùng để làm quà tặng trong các ngày lễ, hay là có thể là một món bánh thú vị mà bạn có thể thử làm trong dịp Tết năm nay. Em tự làm mà không được như chị, mong học hỏi ạ. Ok em, để chị mách cho em công thức làm bánh mochi nhà làm ngon hơn ngoài hàng nhá. Mà đặc biệt còn không phải mất công chuẩn bị từng loại nguyên liệu, dễ làm, dễ thành công, giúp cho mọi người tiết kiệm thời gian và chi phí rất nhiều. Tất cả bí kíp làm ở đây có đầy đủ nguyên liệu đi kèm với dụng cụ làm bánh mochi sốt kem luôn. Chỉ việc bóc ra và làm theo các bước trong tờ hướng dẫn thôi. Có một lưu ý là sau khi trộn bột thì mọi người lên dây bột cho mịn nhá. Có hai cách để làm chín bột, mọi người có thể hấp hoặc là đảo trực tiếp trên chảo chống dính cùng với bơ như thế này cũng được. Đảo đến khi nào thấy bột quện thành một khối có màu trong hơn, có nghĩa là bột đã chín. Lúc bột vẫn còn hơi nóng thì mọi người đeo bao tay vào để chống dính, nhào kéo bột cho mềm và dẻo hơn, chia thành những viên mochi nhỏ và áo với bột matcha, bột đậu nành hay vụn Oreo nữa là xong rồi. Chuyển sang làm phần kem sữa, mình thực sự bị ấn tượng với sự chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu của nhà Bi. Có đủ cả phô mai, whipping, sữa đặc, phần kem thơm béo sẽ quyết định khá nhiều đến hương vị của món mochi sốt kem đấy. Cuối cùng là thêm với vụn dừa nướng giòn giòn và thưởng thức thôi. Chúc mọi người thành công.